Xin chào các em quay lại với Toán học online. Trong video này chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách giáo khoa của môn toán lớp 3. Các em mở sách giáo khoa của môn toán lớp 3, trang 55. Hoặc các em cũng có thể tải ebook sách toán lớp 3 về theo đường link mà tôi đã để ở dưới phần mô tả. Chúng ta bắt đầu làm bài tập số 1. Bài tập hôm nay chúng ta làm bài tập về nhân một số có 3 chữ số với số có 1 chữ số. Chúng ta đi vào làm bài 1 tính. Số có 3 chữ số ở đây là 341. 341 đây là một số có 3 chữ số. Chữ số 3, chữ số 4 và chữ số 1, 341. Và số có 1 chữ số ở đây là 2. Thì chúng ta nhân thế nào? Chúng ta lấy số có 1 chữ số nhân lần lượt với số có 3 chữ số từ bên phải sang trái. Từ phải sang trái, tức là 2 nhân với 1, sau đó 2 nhân với 4 và 2 nhân với 3. Thì chúng ta bắt đầu 2 nhân 1 bằng 2. Viết 2. 2 nhân 4 bằng 8, viết 8. 2 nhân 3 bằng 6, viết 6. Vậy 341 nhân với 2 bằng 682. Chúng ta có 213 nhân với 3. Chúng ta cũng nhân từ bên phải sang trái. 3 nhân 3 là bằng 9, viết 9. 3 nhân 1 bằng 3, viết 3. 3 nhân 2 bằng 6, viết 6. Vậy 213 nhân với 3 bằng 639. Tiếp theo, ta có 212 nhân với 4. Ta cũng lấy 4 nhân với 212, nhân các số của 212 từ phải sang trái. 4 nhân 2 bằng 8. 4 x 1 bằng 4. 4 x 2 bằng 8. Vậy 212 x 14 bằng 848. Tiếp tục, chúng ta có 110 x 5. Chúng ta cũng nhân với các chữ số của 110 từ phải sang trái. 5 x 0 bằng 0. Bất kỳ một số tự nhiên nào nhân với số 0 đều bằng 0. 5 x 1 bằng 5. 5 x 1 bằng 5. Vậy ta có 110 x với 5 bằng 550. Tiếp tục, ta có 203 x với 3. Ta cũng nhân với các chữ số của 203 từ phải sang trái. 3 x 3 bằng 9, viết 9. 3 x 0 bằng 0, viết 0. 3 x 2 bằng 6, viết 6. Vậy chúng ta có 203 x với 3 bằng 609. Chúng ta tiếp tục làm bài tập số 2. Bài tập số 2, sách giáo khoa toán lớp 3, trang 55. Tập tính rồi tính. Ta có 437 nhân 12. 437 nhân 12. Chúng ta có 2 x 7 bằng 14, viết 4. Viết 4 nhớ 1. Viết 4 nhớ 1. 2 x 3 là 6. 2 x 3 là 6. Do chúng ta nhớ 1 ở đây thì chúng ta thêm 1 vào là 7. Viết 7. 2 x 4 là 8. Và ta có 437 x 2 bằng 847. Tiếp tục, chúng ta có 205 nhân với 4.
205. Nhân với 4 4 x 5 bằng 20. Chúng ta viết 0 như 2. Viết 0 như 2. 4 x 0 bằng 0, nhớ 2. Viết 2. 4 x 2 là 8. Viết 8. Nhớ khi nhân, khi thực hiện phép nhân mà chúng ta được kết quả là một số có hai chữ số, ví dụ ở đây là 4 x 5 20. 4 x 5 20. Thì chúng ta sẽ viết viết số đằng sau và nhớ số đằng trước. Viết số đằng sau và nhớ số đằng trước. Ở đây là 4 x 5, 4 x 5 bằng 20 thì chúng ta viết số đằng sau là viết 0 và nhớ 2. Sau đó chúng ta sẽ cộng cộng 2 vào kết quả của số tiếp theo. Ở đây là 4 x 0 bằng 0. 4 x 0 bằng 0. Do chúng ta nhớ 2 cho nên chúng ta cộng với 2 vào là 0 cộng 2 bằng 2, viết 2. 4 x 2 bằng 8. Viết 8. Tiếp tục. Chúng ta làm câu B. 319 nhân với 3. 319. Nhân với 3. 319 nhân với 3. Ta có 3 nhân 9 bằng 27. Như đã nói ở trên, khi nhân một số mà được kết quả là một số có hai chữ số, 3 nhân 9 bằng 27, thì chúng ta sẽ viết số ở đằng sau là 7. Viết 7. Nhớ 2. Nhớ số ở đằng trước. Viết 7 nhớ 2. Sau đó 3 nhân 1 bằng 3. 3 nhân 1 bằng 3, ta sẽ cộng kết quả cộng với cái số mà chúng ta đã nhớ. 3 x 1 bằng 3 cộng với 2, tức là nhớ 2 là 3 cộng với 2 bằng 5, viết 5. Tiếp tục 3 x 3 là 9, viết 9. Vậy chúng ta đã có 319 nhân với 3 bằng 957. Tiếp tục chúng ta có 171 nhân với 5. Năm nhân một bằng 5. Viết 5. 5 nhân 7 bằng 35. 35. Chúng ta sẽ viết số đằng sau và nhớ số đằng trước. Viết 5. Nhớ 3. Năm nhân một là 5. Chúng ta cộng với cái số nhớ ở đây là 3. 5 cộng 3 bằng 8, viết 8. Như vậy ta đã có 171 nhân với 5 bằng 855. Bây giờ chúng ta sang bài tập số 3. Mỗi chuyến bay chở được 116 người. Hỏi 3 chuyến bay như thế chở được bao nhiêu người? Thì một chuyến bay một chuyến bay chúng ta chở được 116 người. 116 người. 3 chuyến bay
3 chuyến bay. Nếu chúng ta biểu diễn 116 người một chuyến bay là một đoạn thẳng thì 3 chuyến bay chúng ta sẽ biểu diễn bằng 3 đoạn thẳng. 3 đoạn thẳng. Thì theo như sơ đồ trên, một chuyến bay chở được 116 người. Vậy 3 chuyến bay có nghĩa là gấp 3 lần. Có nghĩa là chở được 116 người nhân với 3. Và chúng ta sẽ thực hiện phép tính này như sau. 6 x 3 18. 6 x 3 18. Viết 8 như 1. 3 x 1 là 3. 3 x 1 là 3. Nhớ 1 là 3 cộng 1 là 4. 3 x 1 là 3. Vậy 3 chuyến bay như thế, chúng ta sẽ chở được, máy bay sẽ chở được 348 người. Chúng ta sẽ giải bài toán này như sau. Số người ba chuyến bay chở được là 116 nhân với 3. Mỗi chuyến là 110 chở được 116 người, vậy 3 chuyến sẽ chở được 116 nhân 3. Và bằng 348. Và đáp số là 348. Chúng ta tiếp tục làm bài tập số 4. Nếu làm bài tập tìm x dạng như thế này thì các em cần phải chú ý như sau. Chúng ta để ý 6 chia 3, 6 chia 3 thì bằng 2, đúng không ạ? 6 chia 3 bằng 2. Vậy 6 sẽ bằng 2 nhân 3. Sáu chia cho 3 thì bằng 2. Vậy 6 sẽ bằng 3 nhân 2. Hoặc thì khi làm dạng toán tìm đích như thế này, nếu chúng ta không hiểu cách làm như thế nào thì chúng ta nên đưa ra một cái ví dụ nhỏ nhỏ. Ví dụ ở đây là cái số mà chúng ta có thể nghĩ ngay mà có thể chia được một cách dễ dàng. Như 6 chia 3, 6 chia 3 bằng 2. Vậy 6 sẽ bằng 3 nhân 2. Tương tự ở đây x chia cho 7 bằng 101. Tại sao tôi lại lấy 6 bằng 3 nhân 2, 2 nhân 3? Bởi vì nó cũng giống như 6 chia 3 bằng 2, nó giống như x chia cho 7 bằng 101. Ở đây là chúng ta đi tìm x. X là số bị chia. X là số bị chia. Vậy số bị chia sẽ bằng số nào nhân với số nào, hoặc số nào chia cho số nào.
thì chúng ta phải lấy một cái ví dụ nhỏ nhỏ nếu chúng ta không hiểu. Ở đây số bị chia là 6, vậy số bị chia sẽ bằng gì? Sẽ bằng tích của thương nhân với thừa số nhân với số chia, tích của thương và số chia. Vậy số bị chia ở đây là x, số bị chia ở đây là x sẽ bằng thương là 101 nhân với số chia là 7. Đơn giản vậy thôi. Và x sẽ bằng 7 nhân 1 là 7, 7 nhân 0 là 0, viết 0, 7 nhân 1 là 7 bằng 707. Tương tự câu B. Câu B tìm x là chúng ta cũng đi tìm số bị chia. Số bị chia ở đây cũng sẽ bằng thương là 107 nhân với số chia là 6. Và x bằng bao nhiêu ạ? X bằng 6 nhân 7 42, viết 2 nhân 4 này. 6 nhân 0 là 0 nhân 4. 6 nhân 1 là 6. Kết quả bằng 642. Thì ở đây tôi nhắc lại một lần nữa, nếu gặp cái dạng toán như thế này mà chúng ta không hiểu cách làm ấy, nếu mà các em hiểu rồi thì không sao, còn không hiểu cách làm thì chúng ta đưa ra một ví dụ cụ thể, ví dụ như là 6 chia 2. Ví dụ nó có dạng giống phép toán này. Ở đây x chia 7, chúng ta sẽ đưa ra ví dụ là 6 chia 2, và chúng ta dễ dàng biết là 6 chia 2 bằng 3. Và chúng ta cũng dễ dàng biết ở đây là tìm x có nghĩa là tìm số bị chia. Vậy chúng ta phải lấy số bị chia bằng cái gì, nhân với cái gì? Ở đây là bằng 3 nhân 2 tất nhiên bằng 6 rồi. Vậy có nghĩa là bằng thương nhân với số chia. Rất đơn giản đây là như vậy. Còn trường hợp, ví dụ trường hợp trường hợp 6 chia cho x bằng 3 thì sao? 6 chia x bằng 3 thì sao? 6 chia cho x bằng 3. Ở đây chúng ta không đi tìm số bị chia mà chúng ta đi tìm số chia. Vậy số chia bằng cái gì? Thì đơn giản, chúng ta lấy ví dụ là 6 chia 2 bằng 3 này. 6 chia 2 bằng 3 này. Vậy 2 sẽ bằng cái gì? 2 sẽ bằng gì? Trong đấy chúng ta phải dùng số 6 và số 3. Vậy số 6 và số 3 như thế nào để 2 bằng 6 phải chia cho 3 thì với 2 với bằng 6 chia 3. Vậy ở đây x là số chia. Số chia sẽ bằng số bị chia. Sẽ bằng số bị chia. Chia cho thương. Và ở đây là x bằng 2. Đấy, đây là cách mẹo để các em có thể làm những bài tập dạng toán như thế này. Nếu chúng ta không hiểu thì nên đưa ra những cái ví dụ cụ thể nhất để chúng ta áp dụng vào. Còn nếu mà chúng ta hiểu rồi thì thôi. Chúng ta sang phần luyện tập sách giáo khoa trang 56. Chúng ta có một bảng được kẻ như sau. Dòng thứ nhất người ta ghi thừa số, dòng thứ hai người ta ghi thừa số, và dòng thứ ba là tích. Thì dòng thừa số có 423, dòng thừa số thứ hai có 2, và dòng tích là ô trống. Mục đích người ta muốn chúng ta điền tích vào ô trống, điền tích của hai thừa số vào ô trống. Tương tự 210 và 3, tương tự 105 và 8. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm 423 nhân với 2 bằng bao nhiêu ạ? 2 nhân 3 bằng 6. 2 nhân 2 là 4. 2 nhân 4 là 8. Tương tự 3 nhân 0 bằng 0, viết 0. 3 nhân 1 bằng 3, viết 3.
3 x 2 bằng 6 viết 6. 105 x 8, 8 x 5 40. 40 viết 0 x 4. Như đã nói ở trên, kết quả là một số có hai chữ số chúng ta sẽ viết. Viết ở số ở cuối và nhớ ở số ở đầu, tức là viết số ở hàng đơn vị và nhớ số hàng chục. Viết 0 và nhớ 4. 8 5 40 viết 0 nhớ 4. 8 0 là 0, 8 nhớ 0 là 0. Nhớ 4 nữa là 4. 8 1 là 8. Nếu kết quả là một số có hai chữ số, chúng ta viết số hàng đơn vị và nhớ số hàng chục. 4 nhân 1 là 4. 4 nhân 4 16. Rồi, chúng ta đã có một số có hai chữ số và viết số hàng đơn vị là viết 6. Nhớ số hàng chục và nhớ 1. 4 x 2 là 8, cộng với 1 là 9. 5 x 0 bằng 0. 5 x 7 bằng 35. 35 đây. Chúng ta viết số ở hàng đơn vị là 5. Nhớ số hàng chục là 3. Nhớ 3. 5 1 là 5, cộng với 3, cộng với số đã nhớ đấy, cộng với 3 là 8. Chúng ta đã làm xong bài số 1, chúng ta tiếp tục làm bài số 2. Có ngay bài tập để cho chúng ta áp dụng những cái điều mà chúng ta đã học ở trên. Đây. Như ở trên, x chia 3 bằng 212, chúng ta đi tìm x. Vậy x là số bị chia. Số bị chia sẽ bằng gì ạ? Sẽ bằng số bị chia sẽ bằng thương là 212. 212 nhân với 3 và số bị chia sẽ bằng 6 3 6 636. Nếu tìm số bị chia thì chúng ta phải lấy thương nhân với số chia. Còn nếu tìm số chia thì chúng ta phải lấy số bị chia chia cho thương. Nếu không nhớ, các em hãy viết điều đó ra một cái sổ ghi chú. Sau này khi cần, chúng ta sẽ mở ra. Tôi nhắc lại, khi tìm x, nếu x có dạng là thương, thì muốn tìm số bị chia, chúng ta lấy thương nhân với số chia. Còn muốn tìm số chia thì chúng ta phải lấy số bị chia chia cho thương. Tương tự câu B, x chia cho 5 bằng 141. Tìm x, vậy x là số bị chia. Muốn tìm số bị chia thì chúng ta chỉ việc lấy thương là 141 nhân với số chia là 5 và x bằng 51 là 5. 5 x 4 20. Viết số ở hàng đơn vị là viết 0. Nhớ số hàng chục mình nhớ 2. 5 x 1 là 5, cộng với số nhớ là cộng với 2 là 7. 705. Bài tập số 3. Nội dung của bài tập số 3 như sau. Mỗi hộp kẹo có 120 cái kẹo. 4 hộp kẹo như thế thì có bao nhiêu cái kẹo? Một hộp là 120, vậy 4 hộp gấp 4 lần lên là 400. 120 nhân với 4. Đơn giản vậy thôi. Chúng ta tập tính rồi nhân luôn. 4 x 0 bằng 0 viết 0. 4 x 2 bằng 8 viết 8. 4 x 1 là 4. Bài này không nhớ gì cả. Kết quả là bằng 480. Và chúng ta sẽ làm bài tập này như sau. 4 hộp kẹo như thế có bao nhiêu cái kẹo? Thì chúng ta chỉ cần viết là số cái kẹo trong 4 hộp là
trong 4 hộp này. Mỗi hộp là 120. 4 hộp sẽ bằng 120 x 4 là bằng 480. Cái kẹo tập số là 480. Đáp số là 480 kẹo. Chúng ta làm bài tập số 4. Có 3 thùng dầu, mỗi thùng dầu chứa 125 lít. Người ta lấy ra 185 lít dầu từ các thùng dầu đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít? Thì chúng ta quan sát trên hình là có 3 thùng dầu này. Tổng 3 thùng dầu này à, mỗi thùng là có 125 lít này. Có 3 thùng, mỗi thùng đựng 125 lít này. Người ta lấy ra 185 lít. Hỏi số dầu còn lại trong 3 thùng là bao nhiêu? Muốn biết số dầu còn lại, chúng ta phải biết được số dầu đựng trong 3 thùng là bao nhiêu, số lít dầu đựng trong 3 thùng là bao nhiêu. Sau đó lấy số lít dầu đựng trong 3 thùng trừ đi số lít dầu đã lấy là 185. Vậy chúng ta sẽ có số lít dầu đựng trong 3 thùng là mỗi thùng là 125 lít. 125. Vậy số lít dầu đựng trong 3 thùng sẽ bằng 125 nhân với 3. Bằng 125 nhân với 3. 5 x 3 bằng 15. Viết số ở ngoài hàng đơn vị. Nhớ số ở hàng chục. Viết 5 x 1, 3 x 2 là 6, x 1 là 7. 3 x 1 là 3. Chúng ta có 375 lít. 75 lít. Lấy ra 185. Tức là trừ đi 185. Vậy số lít dầu còn lại là bao nhiêu? 5 trừ 5 bằng 0. 7 không trừ được 8. Ta mượn 1 là 17. 17 trừ 8 bằng 9. Viết 9. Mượn 1 ở đây thì phải giả 1 ở đây. 1 giả 1 là 2. 3 trừ đi 2 bằng 1. Vậy số lít dầu còn lại là 190 lít. 190 lít. Chúng ta giải bài toán như sau. Số lít dầu ba thùng là mỗi thùng là 125 lít. 3 thùng là 125 nhân 3 là bằng 375. 375 lít. Vậy số lít dầu còn lại là lúc đầu nó có 375 lít, sau đó lấy ra 185 lít,
Kết quả là bằng bao nhiêu ạ? 190 đúng không ạ? 190 lít. Đáp số là 190 lít. Chúng ta làm tiếp bài tập số 5. Nội dung của bài tập số 5 như sau. Viết theo mẫu. Số đã cho gấp 3 lần, giảm 3 lần. Hàng số đã cho, người ta cho là 6, gấp 3 lần có nghĩa là 6 x 3 bằng 18, giảm 3 lần có nghĩa là 6 chia cho 3 bằng 2. Tương tự, số đã cho là 12, gấp 3 lần ta sẽ có 12 x 3 bằng 36. Giảm 3 lần có nghĩa là 12 chia cho 3 bằng 4. Tương tự, số đã cho là 24, gấp 3 lần có nghĩa là 24 nhân 3 bằng bao nhiêu ạ? 34 12 viết 2 x 1, 3 x 2 là 6, 1 là 7, kết quả là 72. Giảm 3 lần có nghĩa là 24 chia 3 bằng 8. Như vậy, trong video này chúng ta đã làm xong các bài tập trong sách giáo khoa của môn toán lớp 3, trang 55-56. Chúng ta tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc các em học tốt. Và hãy nhớ tương tác với video bằng cách like hoặc comment video và đăng ký video để theo dõi các video mới nhất, và cũng là để ủng hộ tinh thần cho tác giả làm những video tiếp theo hay hơn và có giá trị hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các em.